tức là em nói tại sao tôi tốt mà đối xử với tôi như vậy, nhưng mà khi mà được học rồi thì đó là bây giờ mình cầu cho người ta, nói với người ta, nhưng mà mình đừng có nghĩ tới cái nợ nữa. Tự dưng trước Tết có một người bên nước ngoài gửi về 1.000 đô, cái em cứ tự động gửi 7 triệu, chị ơi em xin lỗi chị cho em gửi bớt nợ cho chị. Trời ơi, tự nhiên thấy ra mà mình không mong chờ mà lại đến, rồi đứa con gái cầm lên cho mẹ 10 triệu này, ba gửi ba đưa cho mẹ tiền chợ. Ủa tại sao lại như thế nữa, rồi cái mà em gái ở dưới quê tự nhiên dưới Vũng Tàu tự nhiên bắn cho chị 4 triệu để cho chị xài Tết, nhưng có bà chị bên nước ngoài về cho 5 triệu. Nói chung là bao nhiêu cái dồn dập mà một cái đặc biệt là đêm 30 Tết ông chồng đó, thanh khoản cho 120 mấy triệu cho hai cái người nợ mà 4%. Em xin chào MC và tất cả các anh chị, nhất là em cảm ơn MC và tất cả các cô chú anh chị. Em tham gia vào cái lớp này là cuối tháng 12, là cái ngày 2 ngày mà tập trung ở Sài Gòn đấy. À, trong cái thời điểm nó cách một ngày thì em được hai cái Zoom, một cái là giới thiệu về đầu tư bên doanh nghiệp bên đồng tiền Forex, một cái là về cái Zoom này. Thì trong lòng em á, là về đầu tư tài chính thì bây giờ em không quan tâm, là tự nhiên liếc qua cái Zoom này tự nhiên thấy cái hạnh phúc rồi kinh doanh, mà nghe bảo là nói về cái nội tâm bên trong, tự nhiên em đồng ý học cái lớp này ngay, và trong quyết định trong một tích tắc ngắn thôi và đồng ý đi. Thì hai cái ngày đó là cái ngày đầu tiên em tò mò không biết tại sao mà đông người như thế này. Ô mà tại sao ông thầy này là ông làm gì đâu mà từ dưới lên mà ủng hộ thế. Em lại nghĩ là giống như là mấy cái kinh doanh mà đa cấp ấy, tại vì lúc thời gian đầu lâu lắm rồi là em có tham gia mấy cái công ty mà đa cấp như vậy, thì em thấy ủa chứ cái này giống như đa cấp quá hay sao, mà tại sao mà kiểu mà cái dạng mà rầm rộ như thế này là có đa cấp thôi. Trong lòng nó nghĩ là thôi mình đã tới rồi mình phải thôi coi như thế nào. Thì khi mà những cái giây phút đầu tiên, những cái lời giới thiệu và nhìn thấy cái hùng hồn của cái hội nghị như vậy, thì em bắt đầu cái tim em có một cái gì đó nó rung động, và càng khi mà nghe những cái chia sẻ, những cái lời nói của thầy thì đã chạm vào trái tim của em, là em thấy em lụng tất cả trong năm năm cái ngôi nhà luôn, em lụng hết. Và em ngồi nghe tới đâu thì em chảy nước mắt tới đấy, nghĩ là ồ vậy là năm nay mình tự nhiên trong lòng mình muốn khao khát quay về gia đình, muốn khao khát là trầm lại. Vì em là một cái người rất là năng động, ngay từ mình nhỏ đã có một cái tính cách năng động và quán xuyến và rất là mạnh mẽ rồi, làm lúc nào tiên phong đầu tiên hết, chưa bao giờ mà em cái khó khăn nào làm cho em phải chùn bước. Vì sinh ra trong một gia đình 10 anh em rất là đông, mà một khó khăn nhân di cư từ ngoài Hà Tĩnh vào miền Nam mà xuống dưới một cái miền quê nữa, làm kinh tế lúc đó là bệnh rất là nhiều. Nhưng mà em là cái người là mẹ tin tưởng, ba mẹ tin tưởng nhiều nhất ngay từ nhỏ, cho nên trao rất là nhiều việc, và việc nào làm là đến nơi đến chốn và rất là thành công. Từ đó có một cái bản lĩnh sống cực kỳ tốt. Nhưng mà khi lập gia đình cái cuộc hôn nhân thì phải nghĩ, bây giờ nghĩ lại là rất là may mắn là gặp được một người chồng rất là tốt, và trong một cái gia đình và truyền thống đạo Công giáo và một truyền thống đạo đức cực kỳ tốt, cho nên em cảm thấy là em yên tâm. Nhưng mà nhiều lúc mình trời cho mình nhiều quá mình lại than muốn này muốn kia. Nói từ hồi nhỏ là mơ ước làm cô giáo, rồi mơ ước làm bác sĩ, nhiều cái mơ ước lắm, mà cuối cùng đạt được một cái là làm cô giáo mầm non. Khi mà làm cô giáo mầm non nghĩ tới cái đích cuối cùng làm hiệu trưởng để mình truyền thụ, mình làm những cái gì trong cái nỗ lực mình có, mà khi đạt được rồi là nghĩ tới một cái hướng khác, cái tham vọng thì cái sự mà lần đến tính đâu là thắng tới đấy. Mua nhà mua cửa từ không có gì đã có nhà có cửa 2-3 căn rồi, là được tiếng nói bắt đầu một cái lần bốc đồng với chợ ông xã thôi, mà mình đưa bư vươn ra ngoài để mình khẳng định cái bản thân mình. Vì cái mua cái nhà ở đất mà không có hài lòng, mình thấy mình tính được mà ông chồng phản ứng một cái rồi, từ đó là mất kết nối với chồng, mà mình muốn chứng minh cái thể hiện cái tôi của mình bằng cách ra ngoài làm cái không có hiểu được giữa chồng, rồi là thiếu cái sự chung thủy, và từ cái đó làm cho mình mất rất nhiều tiền đi tìm hạnh phúc. Đó là thật sự tìm những người hiểu mình, yêu thương mình, đồng cảm với mình, nhưng càng tìm càng mất, càng đi ra ngoài càng mất tiền, càng mất cái tiếng và mất những cái gì mà những cái nỗ lực của mình đấy, càng ngày càng cho mình tha hóa đi, mà càng ngày càng cho mình hư hỏng. Nhưng mình lao ra một cái cuộc sống mà không phải là mình, không phải là mình, mất rất tình nhiều tiền mà bị người ta lợi dụng. Thì khi mà nói về cái số học thì thấy em số 9 thì sau này mới hiểu là vậy là trong nội tâm mình bao đồng quá, mình dễ dãi cả tin, cho nên mình bị lợi dụng và mất rất rất nhiều tiền. Mà cái người mà kế cận mình, nhất là ông chồng mình, thì khi mà biết số học thì ông chồng mình là số 7,
thứ bảy, là một cái người là vừa cứng, hai vợ chồng có một cái gì mà nó lâm chọn như thế này này, mất kết nối với chồng là 7 năm. Và thời điểm đó là mình thật sự đau lòng, mình muốn bỏ chồng. Có một cái tính toán là đưa con đi nước ngoài bằng cách là ly dị chồng và làm kết hôn giả với người nước ngoài, để mình đưa hai đứa con mình đi, để mình giáo dục nó theo một cái cá tính của mình nó khác. Mà âm mưu đó thì không nói rõ, nhưng mà bạn với ông chồng từng đồng ý vì mục đích là muốn cho con có một môi trường tốt hơn. Nhưng trong quá trình nó bao nhiêu tính toán âm mưu của mình thì không thành công. Mà càng ngày mình càng thấy mà tiền thì mất, mà danh dự thì cũng mất, rồi cái nghề nghiệp nó cũng lao đao, nó cũng vất vả lắm. Và hai vợ chồng kết nối là không, nó thật ra nằm chung giường, một người một gối ôm mà không nói chuyện với nhau, cần gì nhắn tin thôi. Mà mình gây nợ, và thân đó là vì cái bao đồng của mình gây nợ rất là nhiều. Người nào nhờ là giúp, không có tiền cũng đi mượn nợ giúp, và cứ bị như vậy mà cuốn vô một cái vòng nợ nần. Mình gọi là không phải của mình. Mình thì cũng là ăn xài cũng căn cơ lắm, không có tham lam đâu, không có chi tiêu nhiều đâu, nhưng mà ai cần mượn được là mình giúp. Mà cái là mình có cái khiếu mượn tiền cực kỳ giỏi, có nghĩa là uy tín của mình của nó rất là cao. Mượn đâu là người ta cho đó, nói sao người ta cho mượn, mà mượn mà mấy chục người, mà người nào cũng có vài câu là cho mượn. Mà sao chúng mình cũng cần năn nỉ nữa, mà mình cái là uy tín, mượn là trả, nhưng mà cái trả lời thì trả, nhưng sau này những người mà nhờ mình đấy, người ta lợi dụng cái lòng tốt của mình, người ta quỵt nợ, người ta làm đủ trò và bị lừa trên mạng. Có như hồi xưa mà cái thời kỳ đầu mà bên nước ngoài gửi về rồi nhờ mình nhận hàng hết mấy tỷ đồng, mình gan từ đấy đấy. Nhưng mà sau này mình nó chết rồi, bây giờ mình nghĩ lại, tại sao vậy, mình đâu có phải ánh sao, tại sao mình bị lôi cuốn như vậy. Thì giờ vô cái lớp học của thầy mấy ngày đó thôi, mình cảm nhận rất là nhiều. Và hàng ngày mình vô cái lớp chung của thầy dạy mỗi ngày á, mình hiểu rất là nhanh, phải nói rất là nhanh, nghĩ tới cái tâm của mình nhanh. Nhưng mà bị tụt cảm xúc rất là nhiều, những lúc bị môi trường bên ngoài tác động, hay là người ta nói một cái gì đó mà cảm thấy bị tụt cảm xúc. Hôm nay học, ngày mai không học, nói chung là lúc nhớ thì làm cũng không có một cái logic, không có một cái tập trung. Nhưng mà được cái là không biết sao cái nguồn năng lượng tích cực của những cái người khác tới bằng cách này cách khác, thì mình ủa bây giờ mình phải nghiên cứu thôi. Mà tự nhiên trong cái nội tâm của mình có một cái điều gì khao khát mình muốn làm hơn nữa. Thật ra mình nói là lúc đó là mình đã hiệu trưởng trường mầm non, là tư thục mình mở 4 cái là mình làm chủ rồi, mình rất ai phong làm liệt rồi. Nhưng mình vạch ra một cái đường sai đâu, nên từ đó bắt đầu mất từ từ. Thì vô đây tự nhiên bắt đầu cái khơi động lại. Mà trong cái nội tâm số 7 số 9 của mình ấy, là có cái là đi đúng đường là giáo dục và bên kết nối với này gieo cho mọi người. Thì đúng mình nói hồi xưa là mình đi đúng rồi nè, hồi xưa mình thành công cực kỳ, mà đi làm giáo dục làm tới đâu học trò đông tới đấy, mà phụ huynh rất là vui, cô giáo rất là hạnh phúc, mà tại sao mình tham cái gì mà tự nhiên mình bỏ hết. Thì năm nay có cái mục đích là thôi bây giờ mình sẽ quay trở lại làm giáo dục. Thì kết hợp được với là cô Linh là người giới thiệu, mà cô Linh là cũng là người cô trong cái sức khỏe thôi giới thiệu cái chung này, mà mò tới cuối cùng là tới chị Thủy. Em Thủy thì mà hôm trước Tết giờ là em Thủy giao duyên và cứ nói Thủy ơi giúp chị đi, bây giờ con người chị nó sao sao á, lúc được lúc không, lúc rất là năng động, một lúc thì tụt cảm xúc, bây giờ sao. Cũng như em Thủy em tư vấn và cùng động viên, thì những cái điều kỳ diệu xảy ra, có nghĩa là mình làm khiêm hạ không phải liên tục, nhưng mà nghe lời khiêm hạ của em ấy nói thì bản thân mình cũng có khiêm hạ trong lòng, nhưng mà mình làm giống như lén lút đó. Tại vì chồng mình không hay canh me coi là cái bà này bà làm cái gì, hay là thế kia là bà sợ vì đoan mê tín gì cứ lại quỳ gì đó, rất là. Tại vì ông chồng là bên đạo Công giáo, là có hai ông đang làm linh mục, nhà rất là truyền thống, mà thấy làm gì khác là bắt đầu bắt chết, cứ học cứ phồng thôi, làm lén làm nút chứ là làm, nhưng mà cái lén nút. Nhưng mà con cái nó theo dõi và nó nói con gái nó bảo mẹ ơi sao kỳ này đổi lạ quá vậy, sao kỳ này thấy mẹ thấy thay đổi mà sao ấy, nó thấy mẹ có gì đặc biệt ấy, thì bắt đầu thấy cái vui trong lòng rồi. Thế là con cái bắt đầu nó gần gũi rồi, nó yêu thương mẹ và nó trò chuyện hơn. Còn đặc biệt về ông chồng đó là mặc dù ông ngoài ông cứng, nhưng mà trong lòng ông rất là lo lắng. Thì không, ông nói với con gái là không biết bà này bà làm gì mà có nợ nần gì không, nói với bà đi rồi có gì bà cho tiền trả nợ. Bắt đầu một cái khơi dậy của đứa con gái thôi, bắt đầu em viết một cái lá thư 700 trang, không gặp mặt hai vợ chồng nói với nhau không được, vì đứa nào có cái cá tính mà em cái tôi em từng từ quá cao, tại vì em là từng lãnh đạo và thành công rồi, nên cực kỳ quá cao, cho nên nhờ cái khiêm hạ đó mà không nói được, viết lá thư 500 trang, em gửi chồng
và em nói cái khoản nợ gì, em làm ABC vì đâu vì đâu. Thế là hôm tháng 1 mà tới cuối em cuối trước Tết ấy, thì lúc đó là khoản nợ của em là hơn 1 tỷ, nhưng mà cái nợ này mượn luôn bạn, nói chung là nợ kỳ cục ấy, nợ ngu ấy. Xong em mới nói thôi bây giờ cho em xin 125 triệu để em thanh khoản cái khoản mà 4% em muốn giúp cho cô bạn, nhưng mà cô bạn này không có khả năng chi trả. Bây giờ em muốn là tại vì bây giờ mượn vàng vàng bán 65 bây giờ 80 rồi, em hoảng lên người chết rồi, kiểu mình làm sao mình tham nổi nữa. Thì em mới nói với con gái và con trai luôn, tại vì con em năm 18 20 hết rồi, em khiêm nhường em nói hết bây giờ mẹ dạy. Thì như hai đứa tác động giúp đỡ, nói ba cho mẹ mượn đi rồi sau này mẹ sẽ làm trả từ từ. Mà ông chồng là em là giám đốc tài chính của một tập đoàn sáng lớn, ông rất kỹ xài đồng tiền rất là kỹ và rất thâm cơ, cực kỳ khó đâu ra đấy. Mẹ lúc đầu á, khi mà ông nhận được thông tin về nợ nần của em, ông đã hoảng lên rồi, và ông bắt đầu bảo như cái trách móc, ông trách trách em. Hai vợ chồng có nói chuyện với nhau nhưng mà qua cái tin nhắn, ông trách ông nói nọ ngoại nổ hay gì liên quan gia đình em, rồi lợi dụng ông là mất uy tín của ông, nói chung là con ra gì, nói cho ông trách hết mẹ. Ông đọc nhói đó, em nhói mà ai cũng trả tới gia đình em là chết với em. Nhưng mà kỳ này em đọc những tin nhắn đó mà em tụt cảm xúc, em nói chán, có như mình nói mình làm như vậy là nó sai sai thời điểm và sai mục đích rồi. Nhưng mà hôm nay thì buồn ngày mai em khóc, có một buổi em khóc tức tử, em khóc cho bản thân em khóc cho tủi thân em, bị là thế giới này gia đình là không ai cũng quay lại lưng với mình, ai cũng ghét vào mình, hồi xưa mình là cái trụ cột mà bây giờ mình như thế là tại mình. Bắt đầu khóc khóc tức tử mà khóc người là không khóc chưa từng được khóc. Người con trai nó nằm cái bên phòng, nó nghe gì đó, nó mở cửa ra, nó thấy mẹ khóc rồi nó chạy vào nó ôm. Nó vỗ về, nó như là coi mình như một đứa trẻ. Mẹ yên tâm, có con đây, mẹ đừng có lo, có con đây, rồi con học, rồi con sẽ kiếm tiền cho mẹ trả nợ. Bây giờ mẹ đừng có buồn nữa. Rồi con sẽ nói này, tự nhiên con trai là 18 tuổi thôi mà, tự nhiên nó giống như là một người gì, người bạn của mình, nó vỗ về mẹ dỗ như một đứa con đứa tức tử luôn. Xong đó thì mấy ngày sau, con gái á, nó mới ngồi nó mới nói mẹ là mẹ ơi, mẹ có những khuyết điểm này này, mẹ phải khiêm nhường, mẹ phải cầu nguyện, mẹ phải đọc kinh này, mẹ phải xin lỗi thì từ từ mọi người mới cảm nhận được là mẹ thay đổi chứ. Mẹ là người tốt, mẹ không xấu, nhưng cái tôi của mẹ quá cao. Mẹ thấy ba không, ba có đi lạc, ba có nhậu nhẹt say xỉn, ba suốt ngày kiếm tiền cho tụi con ăn học, ba mua nhà mua cửa này, mẹ còn phá tiền mẹ đó thế nào không, mẹ thấy mẹ sai không? Mà từ đó là nghe lời con gái lúc trước là chết với em, đừng có đứa nào mà nói được câu gì. Nhưng tự động nó con mình giờ nó giỏi, nó nói mình như thế, nó cảm nhận được rất là sâu sắc. Thì có một cái tin vui là khi mà học được cái lớp này, mình nói với những người mang nợ của mình, lúc đó là em nói tại sao tôi tốt mình đối xử với tôi như vậy. Nhưng mà khi mà được học rồi thì đó là bây giờ mình cầu cho người ta, mình nói với người ta, nhưng mà mình đừng có nghĩ tới cái nợ nữa. Tự nhiên trước Tết có một người bên nước ngoài gửi về 1.000 đô, cái em cứ tự động gửi 7 triệu, chị ơi em xin lỗi chị, cho em gửi bớt nợ cho chị. Trời ơi, tự nhiên thấy ra mà mình không mong chờ mà lại đến. Rồi đứa con gái cầm lên cho mẹ 10 triệu này, ba đưa cho mẹ xin chờ. Ôi tại sao lại như thế nữa. Rồi cái mà em gái ở dưới quê tự nhiên dưới Vũng Tàu tự nhiên bắn cho chị 4 triệu cho chị xe Tết. Nhưng có bà chị bên nước ngoài về cho 5 triệu. Nói chung là bao nhiêu cái dồn dập, mà một cái đặc biệt là đêm 30 Tết, ông chồng ấy thanh khoản cho 120 mấy triệu cho hai cái người nợ mà 4%. Là cái một cái Tết vậy, phải là trước Tết một cái cảm xúc một rất là dâng trào hạnh phúc. Năm nay cũng nhận là mình được rất là nhiều thứ hành, và mình được những cảm nhận. Và mấy tháng rồi vì giận chồng không đến thăm bà nội năm nay, mà mẹ chồng năm nay 86 tuổi, tự nhiên khi mà Tết chúc Tết tự nhiên bà khóc mà chảy nước mắt. Em cảm nhận được là bà rất là thương, với gia đình chồng rất là thương em. Nhưng mà thời gian vừa rồi vì gia đình em không thăm, mà khi ngày mà em tới thăm nó tự nhiên mấy anh bên chồng á vui vẻ mà coi như là nhìn một cặp mắt rất là hạnh phúc mà. Kia tự nhiên em thấy em có lỗi quá, tại vì hồi xưa gia đình chồng thương em mà đâu ai bỏ ghét em, nhưng mà vì em mặc cảm á, và cảm cái tự nhiên mình làm như vậy tự nhiên mất cái uy của mình á. Nhưng mà khi mà tới thì cả gia đình chồng đều vui vẻ và không như không có chuyện gì xảy ra. Mà cảm thấy là em mới nói với Thủy ơi, bây giờ chị muốn học cái lớp VIP này và chuẩn bị chị muốn quay trở về. Tại thật sự mà nói chị, hồi xưa chị khao khát làm cô giáo, làm giảng viên đại học cũng có cơ hội làm rồi, nhưng mà vì tham đồng tiền, vì muốn làm giàu để mà chứng minh đó, cho nên mất hết. Bây giờ muốn quay lại thì nhờ em Thủy như vậy. Thì em Thủy bây giờ đưa năng lượng ấy, thì hôm qua đã em đã chuyển được 50% tiền để vô lớp VIP. Và em nghĩ là, và hơn nữa này, em sẽ quay về cái trường cũ của em hồi xưa, cái nôi mà chị em lập nghiệp á,
em sẽ quay về em nói với chị dâu của em á, em sẽ làm cô giáo, em không làm hiệu trưởng, em không làm chức vụ gì cả, em sẽ khiêm hạ xuống là em được làm cô giáo, là những ôm ấp dạy dỗ những cái đứa mà nhỏ nhất, thì em quay trở về để em đưa tình thương, những cái cảm nhận là một người mẹ để truyền lại cho những cái đứa con mà bị bỏ rơi hoặc là hoàn khổ ấy, em sẽ làm lại thứ đó. Từ đó em sẽ phục lại, là vì trong lòng của em cái nội tâm nó rất là mạnh mà em muốn cống hiến nữa. Thì Thủy nói chị đi đúng đường, mà cái môi trường của thầy là cái môi trường làm cho chị hạnh phúc. Thì em hôm qua quyết tâm và em để chuyển số tiền còn lại là để bắt đầu một ngày tới là em sẽ học cái lớp đó, và em rất ghi nhận, em rất cảm ơn, và em rất nói với Thủy là một ngày đó em chỉ muốn được gần thầy gần cô, và em được tiếp thu cái năng lượng tích cực, là em sẽ làm được cái điều vi diệu hơn nữa. Vì em nghĩ là trong cái nội tâm bên em nó rất mạnh mẽ và nó rất muốn em quyết tâm rồi, nhưng bị ngoại lực tác động nhiều quá, nhưng em sẽ quyết tâm nếu hôm nay là cái cơ hội mà em được nói. Cho nên thì em rất cảm ơn rất nhiều, và được chia sẻ, và xin thầy cô cùng các anh chị cùng làm cho em một cái năng lượng tích cực, và em sẽ đạt được những cái gì em mong muốn. Em xin cảm ơn.